Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ở trên kênh chợ phiên Tây Bắc. Hiện tại thì mình đang đi chợ Lùng Phình các bạn, một phiên chợ diễn ra vào sáng thứ sáu hàng tuần. Bây giờ nó rơi vào hơn 8 giờ rồi, mọi người đang giao dịch những con vật nuôi như kiểu con lợn nhỉ và con chó ở khu vực dưới này các bạn. Mình đang đứng ở trên đường, bây giờ thì mình sẽ xuống quay chia sẻ cho mọi người một số hình ảnh con chó cũng như là con lợn và xem mọi người ở đây trao đổi buôn bán như thế nào nhé. Đấy, mình đang đứng ở trên đường các bạn. Chúng ta phải xuống một cái bậc bậc xây các bạn. Đấy, khu vực này mình thấy là người ta có mấy con chó này, mấy con chó ở trên vùng cao. Những chó này là chó thường nhá, chó bình thường, không phải là chó mông cọc, cũng không phải là chó su đỏ su đen. Đây này, hôm nay mình thấy khá là nhiều chó này. Như kiểu con này nó đi chợ, nó đi ngủ hay sao các bạn. Đấy, nó nằm nó ngủ này. Úi ôi, một đống nó nằm nó ngủ này. Đấy, mình thấy nó đi chợ, nó nằm la liệt đây, nó ngủ nào. Dậy đi, dậy đi. Ở đây có một con chó to các bạn. Ở đây có một con chó rất là to, người ta mang đi bán này. Con này chắc là phải trên 2 triệu. Con này của anh à? Không biết là người ta báo bao nhiêu con này nhỉ? Chắc phải trên 2 triệu nhỉ? Con này to rồi. Con này nhiều nhỉ? Tuần này nhiều chó, tuần trước chả có con nào. Tuần này nhiều. Như anh này có con kia đốm hay nhỉ? Mông lệch, một bên đen, một bên trắng. Một bên lâu. Thôi cho nó ăn bát này anh. Nó đang thèm bát này này. À, cái này người ta ăn xong rồi sao ấy? Con đấy bao nhiêu tiền ba? 600 à? Còn con bên này à? À giống nhau, 600.000 một con. Anh có hai con. Đấy, hai con này anh báo 600.000 một con các bạn. Con này màu hay nhỉ? Này. Đấy, người ta báo vậy thôi, mình có quyền bớt mà. Bớt thoải mái. Nếu mà hết cỡ thì được bao nhiêu để bán? Hả? 500 à? Bớt được 100 à? Đây, để anh cho chú miếng. Cái này chắc là người ta ăn xong rồi các bạn. Đây, cho sạch. Đây. Ăn đây. Đấy. Thịt đi nhá. Đây là thịt này. Đấy. Đây thịt đây. Ăn đây. Đấy. Ăn khỏe lắm các bạn. Ở nhà có cho ăn thịt không đấy? Ồ, thế thì em mua về làm gì có thịt cho nó ăn? Ăn phở. Ăn phở. Xem còn miếng nào. Ớt nó cũng ăn, con chó này ăn cay ác đúng không? Đấy. Ăn đi. Ở trên. Nói chung là ăn khỏe các bạn. Đây, ở trên, đấy. Ăn phở. Nó ăn khỏe, đấy, nuôi về bảo đảm luôn nhá. Không sợ lo. Vâng, em đi chơi thôi.
Ừ. Nhà không có chỗ để nuôi. Mà em đi suốt ấy, thế ai có nuôi được đâu? Được. Ok các bạn nhé, chúng ta đang đứng ở khu vực chợ gia súc chó và lợn. Đấy là những hình ảnh con chó ở trên phiên, trên chợ phiên, và con đấy người ta bán báo là 600. Nhưng mà mình chưa mua, nếu mà mua thì anh bớt cho 100 là còn là 500. Đấy. Như chị này đang bỏ lợn ra để cho khách xem các bạn. Ở đây thì người ta lợn người ta cho vào cái bao, sau đó đục một cái lỗ ra để cho nó thở. Nếu mà ai mua thì dở lợn ra để cho xem các bạn. Đấy. Con này chắc là phải 7-8 cân đấy. Đấy, hai con ăn khỏe nhá. Nói chung là người ta bán tàn lợn đen các bạn. Đấy. Không, là tí cháu phải lên Hà Giang rồi. Ô, cá chép hồng. Bán cho dân đi. Con này hết. Ba con bộ, ba con nó mới đẹp. À, chép chép. Đây này. 10.000 bạc một con có cái đeo gì? 10.000 một con hả chú? Ừ. 10.000 con bé thôi, con to thì hơn. Tưởng đồ đồng tất. Mua ba con ấy, mua đi nuôi làng cảnh nhà. Ba con. Này, cho có cái ao cho vào nhỉ. Ba con bộ ba mới nó mới đẹp. Nhìn tưởng ngày ông táo, không phải. Đây là cá giống, cá giống đỏ. Ông táo nó tí đây này đây. Ui, to là trời đất. Là trước dán ăn được không? Ăn được chứ. Thế còn cá giống? Không. Đã là cá thì ông ăn cái gì cũng được. Cá là thả chào mới. Chứ không có rô đây phải không?
Để biết được không phải rồi. Đấy, con này này. Cá chép bình à, con đi rô. Ốc. Cái vây sao nó có vòng vàng đỏ đỏ nhỉ? Mày có cầm tiền mà cho ông vay 10 nghìn tí mà mày quay lại ông giả. À. À, khu vực người ta bán rau củ quả các bạn ở đầu cổng chợ này. Đây quả gì đây? Ô, mùa này đã có vải đấy á? Mùa này có vải. Đấy vải chua à cô? Vẫn không chua mấy. À, chắc vải rốt rốt nhỉ? Vải thiều. Vải thiều lai đúng không? Đấy chắc vải thiều lai. À, khu vực đầu cổng mình thấy là họ là chủ yếu là bán rau củ quả các bạn. Ở bên này người ta đang làm gì đây? Đang cái nồi gì đây? À, cái này là người xay đỗ tương nhỉ? Cái nồi đậu à chú? Đậu phụ à? À. Đây chú đang xay này các bạn ơi. Ôi rơi hết ra ngoài rồi. Hình như là bác kia bác mua nước đậu để uống. Ok các bạn nhé, chúng ta vẫn đang đứng ở khu vực ngoài cổng các bạn. Đấy, chợ phiên, chợ Đồng Vinh diễn ra vào sáng sau an toàn mọi người ạ. Đây là mấy cô đang mua rau, rau cải các bạn. Hôm nay hình như là có vẻ là hơi ít người. Đấy, tuần trước mình đi mình thấy là đông người hơn, tuần này mình đi thấy là ít người các bạn. Chắc là mọi người ở nhà cũng đi làm hết rồi. Khu vực bên này mình thấy là người ta bán rượu ngô 20.000 một lít các bạn. Rượu này uống không say nhé. Uống nó không đau đầu các bạn. Say thì có say nhưng mà không đau đầu. Ui, thử rượu ngô. Ngửi mùi rượu ngô rất là thơm mọi người ạ. Rau cải. Bánh bao nóng nào.
cái bàn đây, mua bàn đi em. Bàn là mấy bao đồng rồi.